Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Manchester City với Nottingham Forest 21 giờ ngày 23 tháng 9 năm 2023, vòng 6 ngoại hạng Anh. Sau 5 vòng đấu tại ngoại hạng Anh mùa này, Nottingham Forest đã thắng 2 hòa 1 và chỉ để thua 2 trận sân khách với tỷ số sít sao trước Arsenal và Manchester United. So với mùa giải trước, Nottingham Forest đã cho thấy sự tiến bộ về mọi khía cạnh khi họ giành được nhiều điểm hơn, 7, ghi nhiều bàn thắng hơn, 7, và để thủng lưới ít hơn, 7. Điều đáng bất ngờ hơn cả đó là việc Nottingham Forest tỏ ra khá lì lợm và không còn dễ bị các ông lớn bắt nạt như trước. Bằng chứng là trong 3 cuộc chạm trán Arsenal, Man United và Chelsea, Nottingham Forest đều là đội thắng kèo châu Á. Tuy nhiên, rất khó để đoàn quân của huấn luyện viên Steve Cooper có thể mang đến niềm vui cho nhà đầu tư ở vòng đấu tới khi mà họ phải giáp mặt nhà đương kim vô địch Man City tại Etihad. Trên thực tế, Man City kể từ đầu mùa tỏ ra rất thất thường trên sàn giao dịch châu Á, bằng chứng là họ đã có đến 4 trận thua kèo sau 8 lần ra sân trên mọi đấu trường. Thế nhưng riêng ở ngoại hạng Anh, thầy trò Pep Guardiola vẫn là điểm đầu tư vô cùng uy tín, với 4 lần thắng kèo sau 5 vòng đấu. Đây cũng chính là lý do mà Man City đang độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng cùng 15 điểm tuyệt đối. Trong 5 thắng lợi của mình, có đến 4 lần để Citizen hạ gục đối thủ với cách biệt tối thiểu 2 bàn. Dù không dễ tái hiện chiến thắng với tỷ số của một set tennis trắng trước Nottingham Forest ở mùa giải trước, nhưng Erling Haaland cùng các đồng đội thừa sức đánh bại đội khách với cách biệt nhiều hơn 2 bàn. Với kèo châu Á Man City chấp 2.0, anh em cân nhắc kèo trên. Chốt kèo châu Á Manchester City chấp 2.0 full time. Một giây quảng cáo, nếu anh em đang có nhu cầu chơi thể thao mạo hiểm thì có thể dành chút ngân sách đăng ký chơi ở Việt138 đang có chương trình khuyến mãi 10% một lần nạp mỗi ngày. Tặng 50% cho thành viên mới tại thể thao, slot, casino lên đến 1 triệu đồng, tỷ lệ hoàn trả cao. Tặng 100k khi đăng ký và liên hệ với chăm sóc khách hàng. Khuyến mãi 150% dành cho tân thủ. Link đăng ký ở phần mô tả. Với đẳng cấp vượt trội cùng lợi thế sân nhà, 3 điểm khó thoát khỏi tay của Man City. Điều mà giới mộ điệu quan tâm có chăng chỉ là liệu Pep Guardiola sẽ bày binh bố trận như thế nào, hay Erling Haaland có điền tên lên bảng tỷ số hay không mà thôi. Ở trận cầu quá chênh lệch như này, đặt cược cho Nottingham Forest theo kèo châu Á đã là cả một sự mạo hiểm lớn chứ chưa nói tới chuyện đầu tư ở kèo châu Âu. Chốt kèo châu Âu, Man City thắng. Trước cuộc tiếp đón Nottingham Forest, Man City đã không thể giữ sạch lưới ở 4 trận gần nhất. Bên phía đối diện, Nottingham Forest đã ghi bàn trong cả 5 vòng đấu tại Premier League mùa này. Khi mà hàng thủ của Man City chưa tìm thấy sự chắc chắn, còn hàng công của Nottingham Forest lại duy trì được hiệu suất ghi bàn ổn định, nhà đầu tư hoàn toàn có thể trông đợi vào một trận cầu bùng nổ bàn thắng tại Etihad. 2/3 màn đối đầu các ông lớn của Nottingham Forest mùa này khép lại với ít nhất 3 lần lưới rung. 3 trận gần nhất của Man City thậm chí đều xuất hiện từ 4 bàn trở lên. Tuy nhiên, việc phải làm khách trên sân của nhà đương kim vô địch, khả năng cao Nottingham sẽ chơi lối chơi phòng ngự quen thuộc như đã thể hiện trước Arsenal hay Chelsea. Với kèo tài xỉu 3.5, anh em cân nhắc cửa xỉu. Chốt kèo tài xỉu 3.5 chọn xỉu full time. Dự đoán tỷ số Man City 3 Nottingham Forest 0. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh, cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.